Xin chào các bác. Hôm nay em tiếp tục bán cái vỏ thông nhập khẩu. Đợt này vỏ thông nhập khẩu em về là một cái loại vỏ thông kiwi. Loại này thì nó có một đặc điểm là cái bao này nó thành cái lưới. Chính vì vậy mà mình có thể nhìn vào bên trong. Điều này rất là quan trọng. Điều này khi mà mình có thể nhìn vào bên trong nghĩa là hàng hóa này sẽ là hàng hóa tốt. Có một loại vỏ thông Ochita ở trên thị trường hiện nay đang bị làm giả khá là nhiều do thị trường khan hiếm. Cho nên là người ta mới có cái dòng này thì họ hỏi hết cái bao ra. Đây là có một loại cỡ này, cỡ khoảng em xem size này. Size này là size 4. Nó rơi vào khoảng 2-3 phân. 2 phân. 50.000 một cân các bạn. Có những loại đây cũng kiwi để giải mặt này. Đây cái này để giải mặt. Giải mặt thì người ta kiểu người ta không đóng túi lưới được bởi vì là nó nhỏ nó sẽ bị ý đấy bạn. Nó nhỏ như này thì nó sẽ bị rơi ấy. Đấy. Vỏ thông em bán 50.000 cân các nhé. Trồng lan đột biến, vỏ thông này chuyên sử dụng cho lan đột biến. Còn bên này là lưới đài. Lưới đài em bán khổ 4 m. Khổ 4 m em bán 60.000 một mét, lấy cả cuộn là 1.7 triệu. Cả cuộn nó 30 m. Còn đây là khổ 3 m, 3 m là 55.000. Đấy, còn đây là khổ 6 m. Khổ 6 m. Lưới Nhật thì em bán là lưới Nhật em bán là 1.6 một tấm. Đấy, 1.6 một tấm lưới Nhật các bác. Đấy, lưới Nhật đây, các bác nhìn này. Đấy, chữ của Nhật đấy. 1.82 x 5.1. Hàng Nhật thì có độ bền khủng khiếp các bác. Hàng Nhật độ bền phải 2.35, 15. Đây có lưới Nhật màu đen là 1.6 một tấm. Đây lưới đài nhà em này có này. Đấy. Hệ thống lưới đài nhé em. Lưới đài thì có cái loại 60% thì nó rẻ hơn 70%. Đấy. Nhưng mà em không buôn hàng 60% đâu. Chơi hẳn là hàng 70% này thì nó ok hơn. Cứ đắt mà chơi các bạn. Đồ những cái đồ này mình sau này mình leo lên giàn nó không vất vả, cho nên mình làm một lần thì mình được 7-15 thì sau 7-15 sau thì mọi chuyện đã thay đổi rất là nhiều rồi. Còn nếu mà mình sử dụng lưới đẻo thì mỗi năm 2 năm mình thay một lần thì như vậy thì rất là vất vả. Với cả thường thường là cái mái nhà lưới này nó là ở trên cao nên là cứ dưới lưới đất mà chơi các bạn. Đấy, lưới đài vật tư em vẫn có đầy đủ nhá, gồm có cái kỳ di xanh. Kỳ xanh là 45, kỳ đỏ là 55, B1 Thái là 30.000. Còn đây là Super Thai có lọ 200 và lọ to này. Lọ to này 300. Đấy, lọ to này 300, à lọ này 200, lọ 60 này. Đây là hãng này của Mỹ. Đấy, còn đây là lụ tam thất 600 một cân. Đấy, còn đây là chứa hột ngọc cẩu khô. Cẩu khô là 200 một cân. Chứa hột rừng là 100. Bên này là vỏ thông. Vỏ thông bình thường 12.000 cân. Còn đây là chậu giả gỗ có lan phụ này, 10.000 này. Chậu đen 45.000. Các loại chậu. Chậu cũng cậu gỗ em nhiều lắm. Bên này là vàng cánh bầu Hải Phòng. Vàng cánh bầu Hải Phòng em bán là 350 một thân. 350 thân. Đây có một chậu chí này. Chí lá sần em bán là 8 triệu. 8 triệu chậu chí sần. Đấy, hai thân tơ luôn. Bác nào ở gần lấy cả chậu em gửi cả chậu cho. Chậu này đẹp phết đấy. Chậu này chậu in nổi. Lệ gì đấy. Thọ. Lộc thọ. Cái này chữ lộc chứ không phải chữ lệ đâu. Phúc lộc thọ. Còn đây là chậu vị hoàng 6 triệu rưỡi này. Đấy. Đấy, còn đây là cánh bầu lưỡi hồng. Cánh bầu lưỡi hồng em bán là 700 một thân. Cái hàng này đẻ rất khỏe, hoa rất đẹp. 700 một thân. Còn flat sang jun cha này là 800 một mẹ một con. Hôm nọ em tách một cái chậu flat sang jun cha đây các bác này. Nó tách xong phát đẻ hai con luôn. Các bạn thật kiếm này. Tách phát đẻ. Đấy, còn đây là vàng Tây Linh 4 triệu. Đây. Vàng Tây Linh. Vì hoàng sần em vẫn bán là 700 một thân các bác nhá. Vì hoàng sần em nhiều vô đối luôn. Em do điều kiện là thực ra thì em bán những cái đồ đắt thì bán chậm thì em cứ nhập cái đồ vị hoàng sần đấy để rẻ. Thì con này nó cũng rẻ thế, nó không cao đâu. Giá của những cái dòng sần này nó rất ổn định, nó không tăng không giảm. 700 một thân. Đấy, còn đây là cát. Đấy, những cây vị hoàng sần này.
Còn bé thì vẫn trồng được. Xanh thái thì 600. 600 thì nó tính ra được hai thân của các bạn đây. Như này gọi là hai thân rồi. Nó không phải là mẹ con nữa rồi. Đấy, xanh thái. Một cái loại kiếm rẻ mà chuẩn mặt hoa, nó nở hoa nhé mấy lần đấy các bạn. Đây, mẹ con này, 600 mẹ một con. Hôm nay mẹ lở thêm một bông cát rồi. Hôm qua là lở bông bông này. Qua là bông đỏ này. Cái cát sổ ấy. Qua lở bông đỏ và hôm nay nó lại lở cái bông này. Đây. Bông này không biết là bông gì, cũng 120 thôi đây. Bông này là vàng đỏ đấy. Đấy, rất là nhiều mặt hoa cát này, này. Nhiều mặt hoa lắm và em cứ hạ xuống cái bông nào lở đẹp. Đây, cái này bác làm mua về chơi hoa luôn này, 120 thôi. Bên này là cây kiếm số 1 gieo hạt của Thái. Kiếm số 1 gieo hạt của Thái bán là 300 một chậu. Đấy, 300 một chậu. Đấy, số 1 Thái gieo hạt 300 một chậu. Cái này em mua từ đầu năm ngoái ở tận vườn bên đấy. Tận vườn bên Thái không mà nhập trực tiếp về nhà em luôn. Hôm qua mà khô nào xong rồi em nuôi từ năm ngoái năm nay. 300 một cây. Cáo này 50.000 một chậu. Hoàng nhạn em bán là 120. Phi điệp thuần thì em vẫn có đầy đủ các bác nhá. Phi điệp thuần vẫn có hình số 18 này, 70.000. Còn đây là hình số 19, 4 ngọn, 200. Hình số 20, 150. Hình số 20, 150 và hình số 21 là 200. Đấy. Hình 23 là 150. Hình 25 là 120. Và hình 16 là 100. Hình 24 cũng 120. Đấy, tức trung bình em bán là nó cũng rẻ lắm đấy. Toàn kiến cái thứ nó rất rẻ. Còn đây là phi điệp, hình này là hình số 5 là 150. Đấy. Tổng cộng em có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, 10 giỏ bác nào có lấy cả lô em tính 1.2 triệu. Đấy, thế bác nào lấy cả lô là 1.2 triệu. Lấy cả lô các bác nhé. Cả lô 10 chậu thì mới 1.2 triệu. Tính ra có 120 một chậu các bác. Đấy, 120 một chậu mà được cả những cái to như này. Đấy, rất là rẻ thôi các bác. 1.2 triệu thôi. Còn bên này. Đấy, bên này vị hoàng sần đây. Đấy, cũng được hai thân đấy. Đấy, 1.4 triệu. Đấy, bắt đầu nó đẻ này. Bắt đầu ra rễ này. Đấy, bắt đầu đẻ con luôn này. Cái dòng vị hoàng với tây linh nó hay đẻ lối theo kiểu con chưa lớn đã đẻ tiếp rồi. Cây này là tí phải cắt rễ ra, cắt cái bẹ lá ra. Cây này là hết mắt ngủ ngoài các bạn. Thì mỗi cây, mỗi một bẹ này là có một mắt hoặc hai. Đấy, bẹ này có một mắt hoặc hai. Trung bình là mỗi bẹ có hai mắt thì có mắt hoa, có mắt mầm. Thì cây này còn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó đẻ con đấy. Kiếm nó đẻ theo kiểu đấy các bạn. Hết mắt ngủ ngoài thì nó đẻ mắt ngủ trong. Kiếm gieo hạt thì em vẫn có phan trí này, 8.000 một cốc này. Đấy, 8.000 một cốc, còn xanh Huế là 70.000. Đấy, bên này toàn bộ hàng gieo hạt nha em, hệ thống hàng gieo hạt nha em. Bên này trong này thì em trồng đây, cái này cái Huế này. Cái này Huế nhìn như này không biết là nó sần hay láng. Em nghĩ là láng. Kiếm mùa mưa thì nó cái tỷ lệ thối của kiếm nó ít hơn so với phi điệp. Hầu như 100 cây phi điệp thối thì nó thì chỉ có tầm 3 cây kiếm thối đó, kiểu đấy. Tỷ lệ của nó thấp hơn so với phi điệp cho nên mùa mưa này thì kiếm lại phát triển tốt hơn, kiểu như là mình bón đạm cho nó ấy. Mùa mưa phi điệp phát triển rất là tốt. Bên trên này của em trồng rồng đỏ các thứ này. Mấy phi điệp các thứ em treo cao lên nó ăn nắng. Phát triển rất nhanh luôn. Bên trên này là cát mili, cát mili 100 một chậu. Một số chậu đang có lụ các bạn. Đấy, cát mili. Đấy, còn bên này là đây. Chậu tuyết ngọc là 3 thân 4 mầm, em vừa mới tách ra xong để 3 thân 4 mầm. Cứ tách tầm 2-3 thân mà trồng các bạn. Ví dụ các bác mua em có mua tầm 2-3 thân về nó đẻ. Đây, các bác nhìn mầm này. Dã man luôn. Ngày 1 năm sau là chắc kín chậu này. Đấy, tuyết ngọc này.
Đây có một chậu cánh bầu lưỡi hồng 600. À 500. Đây là một chậu vị hoàng của em nhưng nó bị thối các bạn. Đây. Đấy thối đấy. Thối nhưng lại không sợ đâu, vấn đề gì đâu. Đấy, vị hoàng. Còn đây là Denso da da 50.000 một chậu các bạn. Một loại Denso rẻ nhất nhà em là 50.000 một chậu. Đấy vị hoàng sần nhà em đợt này thì đây có vị hoàng lá này là 6 triệu này. Đấy, 6 triệu. Được rồi các bác.